Bây giờ thầy sẽ chữa cho chúng ta tờ phiếu bài tập về nhà của phần số phức. Các bạn đã làm và gửi bài tập rồi. Những câu cơ bản thì các bạn phải làm đúng. Còn một vài câu phải suy nghĩ thì thầy sẽ hướng dẫn chúng ta. Và có vài cái điều đặc biệt, nó giống như kiểu giao đảo thuộc lòng ấy, thì sau này làm bài nó mới nhanh được. Ví dụ trong cái bài 1 có những câu gì cần chú ý nào? Đây, để nhắc chúng ta cái này trước này. 1 trừ căn 3y mà mũ 3. Nào, hàm đẳng thức là gì? Hàm đẳng thức là a trừ b mũ 3 thì bằng a mũ 3 trừ 3ab bình b cộng 3ab bình trừ b mũ 3. Ta viết vào đây a mũ 3 trừ 3a bình b cộng 3ab bình và trừ đi b mũ 3. Kết quả là 1 trừ 3 căn 3y. Chỗ này y bình là trừ 1 nhé. Trừ 1 mà nhân với chỗ này nó thành trừ 3 căn 3. Thế còn y mũ 3 thì sao? Nhớ là y thì vẫn là y này. Y bình thì là trừ 1 này, y mũ 3 thì là trừ y này, y mũ 4 thì bằng 1. Nhớ lại chưa? Thế chỗ này là y mũ 3 thì nó bằng trừ y mà nhân vào đây có dấu trừ nữa là cộng 3 căn 3y. Đó. Chỗ này thì sẽ sai. À đây, xin lỗi. Đấy, nhân 3. Chưa? Kết quả 1 trừ đi 9 thì bằng trừ 8. Vậy là ta phải học thuộc cái này luôn này. 1 trừ căn 3y mũ 3 bằng trừ 8. Hiểu chưa? Học thuộc luôn đấy nhá. Rồi, bây giờ với câu G là 1 trừ căn 3y mũ 6. Mình sẽ biết là 1 trừ căn 3y mũ 3 rồi mũ 2, kết quả trừ 8 mũ 2 bằng 64. H là bằng 1 trừ căn 3y mũ 60. Mình sẽ mới biết là thế này, mũ 3 rồi mũ bao nhiêu? Mũ 20 à, trừ 8 mũ 20. Đó, để thế thôi. Và ta biết là 8 mũ 20 cũng được. Được chưa? Còn câu Y, câu Y là Y chia cho 1 cộng Y mũ 2004 thì ta xử lý thế nào? Ta phải xem cái Y mà chia cho 1 cộng Y trước nó bằng cái gì? Chia hai số phức thì nhân liên hợp cả tử và mẫu với liên hợp của mẫu. Liên hợp của mẫu là 1 trừ y. Liên hợp là 1 trừ y. Ở dưới mẫu sẽ ra số gì rồi? A bình cộng b bình là 2. Ở tử y thì y là trừ 1. Thêm dấu trừ nữa là thành 1. Đây là cộng y. Được chưa? Rồi. Bây giờ mình viết ở đây 1 cộng y trên 2 mũ 2004 sẽ viết thành 1 cộng y mũ 2004 chia 2 mũ 2004. Cái này viết thành 1 cộng y bình rồi mũ 1002 chia cho 1 cộng y tất cả bình. Lại nhớ lại tờ phiếu học tập mà thầy chữa, nó phải ra cái gì? 2y mũ 1002 chia cho 2 mũ 2004 bằng 2 mũ 1002 nhân y mũ 1002 1004. Dạ. Rút gọn cái này đi nhá. Thì dưới mẫu còn 2 mũ 1002 trên này viết thành y mũ 4 mà mũ 250 là ra 1.000 rồi đúng không?
1 nghìn thì còn thiếu y bình nữa. Thế y mũ 4 thì nó ra gì? 1. Y bình nó ra gì? Trừ 1. Đấy, kết quả trừ 1 trên 2 mũ 1 cộng 0. À, trước khi làm cái câu gì ấy thì ta phải xử lý cái 5 cộng với 3 căn 3y mà chia cho 1 trừ 2 căn 3y xem nó ra cái gì. Ta phải biến đổi cái này trước, làm nhân liên hợp với cái mẫu, với mẫu thì nhân liên hợp mẫu là a bình cộng b bình là 13, tử là gì nào, bắt đầu nhân nhá, 5 với 1 là 5, 5 nhân 2 là 10, 10 căn 3y, 3 nhân 1 là 3, là 3 căn 3y. Cái này nhân với cái này là bao nhiêu? 6, 3, 18, 18 là thành trừ 18. Kết quả bằng trừ 13 cộng với 13 căn 3y chia cho 13. Kết quả bằng trừ 1 cộng với căn 3y. Trừ 1 cộng căn 3y thì giống cái này chưa? Đó. Bây giờ mình lại nhớ rằng trừ 1 cộng căn 3y mà đem mũ 3 nó sẽ ngược lại so với cái kia. Và kết quả là 8. 8 nhá. Sau khi có 8 rồi thì mình thay vào câu gì? Nó sẽ thành là đề bài cho là mũ 21. Mà đây là mũ 3 rồi, vậy còn gì thôi? Còn 8 mũ 7. Dạ. Trong các câu ở dưới thì thầy thấy cần phải chữa thêm cái câu 6 đi chẳng hạn nhé. Bài 3 câu 6, 1 cộng y trên 1 trừ y mũ 2009, người ta phải xử lý cái 1 cộng y trên 1 trừ y trước, chia hai số phúc thôi mà, nhân liên hợp với cái mẫu. Tử thành 1 cộng y bình là 2y rồi còn gì, chia cho mẫu là 2, kết quả ra y. Sau khi thế rồi thì thay vào đây thành y mũ 2009 tách thành y mũ 4 mũ 502 là ra 2008 rồi, và nhân thêm y nữa thì bằng 1 mũ 502 nhân thêm y, kết quả bằng y. Câu 12, 1 cộng y, 1 cộng y bình, 1 cộng y mũ 3 cho đến 1 cộng y mũ 20, giống tập với học tập. Cái này người ta gọi là cấp số nhân. U1 thì bằng 1, Q thì bằng 1 cộng y, vì mình cứ nhân thêm 1 cộng y, nhân thêm 1 cộng y mà. N thì bằng bao nhiêu? Đây là mũ 1, từ 1 đến 20 là 20 số, hoặc lại cộng thêm số đầu nữa là 21 số. Vậy S21 sẽ bằng số đầu nhân với 1 trừ Q mũ N trên cho 1 trừ Q. Được không? Có khi là ta nên xử lý riêng cái phần tử ra rồi ta mới thay vào, đỡ phải biết đi biết lại. Xử lý cái gì? 1 cộng y mũ 21 tách thành 1 cộng y bình phương mũ 10 nhân 1 cộng y.
thì sẽ bằng 2y mũ 10 nhân 1 cộng y. Kết quả là 2 mũ 10 nhân y mũ 10 nhân với 1 cộng y. Kết quả là 2 mũ 10 nhân y mũ 4 mũ 2 nhân y bình nhân 1 cộng y bằng 2 mũ 10 nhân 1 nhân trừ 1 nhân 1 cộng y. Thì nó sẽ bằng ở đây là trừ 2 mũ 10 nhân 1 cộng y. Hay ở đây bằng 1 trừ đi cái kia là thành trừ à, thế lại sửa thành cộng 2 mũ 10 nhân 1 cộng y. Lấy mẫu là trừ y. Trên tử phần thực là mình bấm cái này hàm cực này, 2 mũ 10 thì nó là 1024, cộng thêm 1 nữa nó là 1025, cộng với 1024 y chia cho trừ y. Thế nhân liên hợp của mẫu là phải nhân cái gì? Trừ y. Nhân liên hợp với nó, liên hợp của trừ y là gì? Là y. 1025 cộng 1024 y mà nhân thêm với y. Kết quả dưới mẫu 1 trên tử sẽ thành trừ 1024 cộng 1025 y. Kết quả là trừ 1024 cộng với 1025 y. Đây chính là phần thực. Thực. Đây chính là phần ảo. Ảo là 1025, thực là âm 1024. Thế nào? Thế thôi, còn bài số 4 thì nó đơn giản. Ta chỉ việc lấy cái z đó thay vào đây thôi.